cây cao su bị gãy đổ la liệt và nằm ngổn ngang. Cả vườn cây đang yên bình, giờ như trở thành một bãi chiến trường với nhiều đống đổ nát. Đó là những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi ghi lại được tại vườn của những người dân ở thôn Đồng Tâm, xã A Rơi, huyện Hướng Hóa, sau khi cơn bão số 9 đã đi qua. Gia đình anh Hoàng Đấu có khoảng 2 hecta cao su đang thời kỳ thu hoạch. Bão qua khiến hơn một nửa diện tích trong đó bị gãy đổ. Giờ đây hai vợ chồng anh Đấu xót xa thu dọn từng cây một mà gia đình đã phải mất bao năm trời vun vén và chăm sóc. 1.200 cây đó mà cái bão số 9 vừa rồi là đã tàn phá hết toàn bộ bao nhiêu cây to đấy, khoảng độ 5 đến 600 cây cao su mà cây toàn là cây chủ lực. Đó là cũng nguồn thu nhập trong gia đình, chính trong gia đình nuôi con cái ăn học, vay tiền của nhà nước mấy năm đi để chăm sóc. Giờ chứ cây bão số 9 vô đã làm gãy đổ hết rồi. Ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua đã khiến xã A Rơi, địa phương có diện tích trồng cây cao su lớn nhất huyện Hướng Hóa bị thiệt hại trên 25 hecta. Trong đó riêng ở thôn Đồng Tâm, diện tích bị thiệt hại đã là hơn 15 hecta. Nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề, gần như rơi vào cảnh mất trắng sau bão. Mong rằng cả cái cấp chính quyền tạo một cái điều kiện hỗ trợ từ cái vốn lãi suất cái ngân hàng đến là cái việc mà khôi phục khắc phục lại cái vấn đề mà trồng mới cái cao su, để động viên cho bà con là sớm khắc phục được cái hậu quả khó khăn sau cơn bão số 9. Để xây dựng được vườn cao su như hiện nay, nhiều gia đình phải đầu tư vay mượn nhiều nơi, bỏ rất nhiều công sức để chăm trồng. Tuy nhiên, chỉ sau ảnh hưởng của cơn bão đã khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Giờ đây họ phải bắt đầu lại trên mảnh vườn của mình với bao khó khăn chồng chất.